đã làm đến những việc lớn và khó, nhìn lên bầu trời với tinh tú, với các dải ngân hà, nhìn xuống tí xíu nữa là thấy những núi đồi hùng vĩ, và nhìn cánh đồng, nhìn xuống biển, mọi vật đều có bàn tay của tạo hóa tạo dựng cả. Chúng ta làm gì trong cái thời điểm đó? Chỉ biết dâng lên Chúa lời tạ ơn, rồi về đến nhà nhìn thấy chính mình ở trong gương, nhìn qua cái đôi mắt là cửa sổ cái tâm hồn, gặp chính linh hồn mình, và đồng thanh với tác giả của Thi Thiên 139 nói rằng Chúa đã tạo dựng nên con một cách lạ lùng. Tư tưởng của Chúa về con thật vô số không đếm hết. Và bây giờ gì? Tác giả của Thi Thiên 139 đã đi vào trong tất cả những cái kỹ thuật ngày hôm nay để thấy được những sợi gân máu, những sợi dây thần kinh và tất cả những bộ hóa hô hấp, bộ hóa bộ máy tiêu hóa, bộ máy tuần hoàn, và chỉ biết dâng lên Chúa lời cảm tạ. Vì làm sao được lấy ví sánh những công việc lớn và khó ở trong thiên nhiên với một cái thân xác và một cái đơn vị rất là nhỏ bé trong biết bao nhiêu đơn vị mà Chúa đã tạo dựng nên. Quý vị nên tạ ơn Chúa vì trong hơn 95-96 triệu người Việt đang sống trên quê hương chúng ta, ở trong vòng khoảng 2 triệu đang ở sống trên đất Mỹ này, và có thể khoảng có một số tương tự như vậy ở tại Úc Châu, ở Âu Châu, người Việt chúng ta được Chúa tạo dựng nên một cách đặc biệt lắm quý vị ơi. Mà nó lại giống nhau lắm. Ai cũng thèm nước mắm, ai cũng thèm xì dầu mới lại chứ. Nhưng mà tôi có gọi điện thoại cho Thiên Kiều Giang. Tôi nói tôi muốn biết cái tình tiết, cái việc nào đã đưa cô đến một cái thời điểm để có thể nhận ra và ghi lại một bản thánh ca đặt tên là Tạ ơn bàn tay tạo hóa. Cô nói có gì đâu mục sư. Tôi sáng tác cái bài ra năm 1983 tại Sài Gòn, trong một buổi tình cờ nhìn ngắm lên thiên nhiên tuyệt đẹp. Tôi sẵn cái chiếc đàn trong tay đó, có cái câu đó trong bài hát phải không? Rồi tôi thấy cái giai điệu vui chợt đến trong tâm hồn nó tuôn trào ra, tôi ghi xuống vội vã lắm. Cái bài hát là một lời cầu nguyện tạ ơn thôi thưa mục sư. Nó reo vui giữa đất trời cùng Thiên Chúa, nên sau đó không sửa chữa gì hết, cứ để vậy không trao chuốt gì thêm nữa cả. Ôi cái bài hát như vậy đó, nó đến trong tình cờ là vì sao? Cô có tâm hồn hướng thượng, và khi tấm lòng mình sẵn sàng đó, Chúa thình lình, Chúa ban phước cho một người biết nhạc, ghi lại. Rồi để mãi một thời gian sau, từ 1983 cho tới bây giờ, chúng ta sẽ có mục sư Bùi Trung Ngôn sẽ song ca cùng cô Hồng Đào. Chúng ta cho một tràng pháo tay thiệt là giòn để hoan nghênh mục sư Ngôn và cô Hồng Đào. Khi bình minh bên